Audio Jump. Hello, chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của Cuộc Sống Số. Tiệm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sự kiện khá là hay và thú vị trên chợ tốt.com. Thì đây là sự kiện vòng quay Halloween, nhận quà hay bị ép nhận quà. Em trả nhanh quá. Quay bừa cũng trúng, tham gia ngay. Thì sự kiện này mình sẽ có một vòng quay mà quay may mắn và mình sẽ có những giải thưởng khá là giá trị. Mình sẽ thử nha. Thì chợ tốt là một cái trang thương mại điện tử, nó không giống như Shopee hay là Lazada, thì nó cũng bán đồ. Tuy nhiên thì đồ này mình có thể tự mình đăng đồ của chính mình lên đây bán. Bạn có đồ cũ hay là đồ mới mua hay đồ gì đó, cái gì bán được, bán nhà cũng đăng ở đây được luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thử nha. Các bạn chỉ cần tạo tài khoản và tạo ở đây rất là dễ thôi, có số điện thoại là bạn tạo được. Bạn tham gia ngay nha. Thì cái link mà cái vòng quay này mình có để phần mô tả luôn. Các bạn kiếm không có thì mình để link trong phần mô tả, các bạn click vào link rồi các bạn vào thẳng trong đây luôn. Đây là cái vòng quay chúng ta, vòng quay Halloween nhìn rất là ma quái. Chúng ta sẽ có là cái phần là không trúng thưởng nè, có Samsung J8 nè, lát nữa không biết bấm trúng Samsung J8 không nữa, bấm sạc dự phòng cũng được nè, sạc dự phòng nè. Cái gì túi này, cái túi trời tốt, thẻ cào và đây đi đồng tốt. Cái đồng này mình nghĩ là để dùng trên đây nè, dùng để các bạn chạy quảng cáo cái sản phẩm của các bạn á. Các bạn có sản phẩm mà đăng lên đây á, các bạn chạy dùng tiền nạp hoặc là dùng đồng này để các bạn đưa cái tin của bạn lên trên đầu để dễ bán hơn, mau bán hơn. Chúng ta sẽ xem sơ qua thể lệ nha. Tên chương trình là, thời gian là 29 tháng 10 2018 là đến 19 hôm nay là ngày 8 hả? bữa nữa hết. Này chương trình cũng khá lâu rồi nha, 29 tuần rồi. Phạm vi là toàn quốc nè. Khách hàng ở chợ tốt này, cơ cấu giải thưởng là 30 combo túi canvas nè, 30 sạc dự phòng chợ tốt, mỗi giá trị 300.000. Trúng cái này cũng ngon rồi. Mấy giải bự bự này mình chắc mình nghĩ mình không hên đến nỗi trúng cái giải bự này đâu. 59 ba điện thoại Samsung J8 32GB 3GB, giải khác là 8.500 thẻ cào, mỗi thẻ trị giá 10.000. Hay nha, chắc mình nghĩ là 8.500 này chắc xì xì chứ mình đúng chúng được giải phát nha. Đồng tốt nguyên, đồng tốt khuyến mãi không giới hạn, đồng tốt là dùng cho chợ tốt nè. Cách tham gia là các bạn truy cập vào vòng quay nè, đăng nhập và để đăng nhập đó nha, các bạn đăng nhập để quay nha. Để không đăng nhập rồi quay biết ai trúng, bấm vào nút quay. Đây, kết quả trúng thưởng được lựa chọn ngẫu nhiên từ hệ thống và thông báo ngay cho người tham gia. Thể lệ nè, đây cái phần thể lệ nè các bạn, trước khi quay các bạn xem cái này kỹ nha, để bạn biết để kiếm thêm lượt nè. Chia sẻ lên trình Facebook nè, chia sẻ ở chế độ công khai và nhận ngay được một lượt quay. Là các bạn chia sẻ bạn sẽ nhận được ngay một lượt quay mỗi ngày. Click chia sẻ một lần, mỗi ngày được click chia sẻ một lần, là mỗi ngày nếu các bạn chia sẻ một lần thì các bạn được một lần quay. Cách thứ hai là điểm danh 3 ngày liên tiếp. Điểm danh 3 ngày liên tiếp, các bạn vô các bạn điểm danh cho nó là nó sẽ tặng 3 ngày các bạn sẽ tặng được một lượt quay nữa. Gũi ghê bạn bè, cách 3 nè. Chúng ta mình thấy mau á. Với mỗi lượt giới thiệu thành công thì người giới thiệu sẽ được nhận một lượt quay miễn phí. Các bạn chia sẻ giới thiệu nhiều lên. Cách thứ tư là tải app và đăng nhập ứng dụng. Tải app cũng được một lượt quay nè. Bạn lên Android hoặc là iOS á, các bạn tải cho mình chợ tốt là các bạn sẽ được một lượt quay. Mỗi người chỉ tặng một lần cho một tài khoản trong suốt chương trình. Kết quả quay mình chúng thường là như rồi. Ok, mình về mình quay thôi. Mấy cái này các bạn có sao nha, đọc như đó được rồi. Sao đây, trong đây cũng có nhập. Anh quay trở lại. Đây vòng quay của chúng ta đây. Bây giờ mình sẽ quay thử nha. 1, 3, 2. Chết tiệt, mình quên đăng nhập. Rồi đăng nhập lại rồi đó.
Chúc mừng bạn đã nhận được một lượt quay trúng thưởng. Xem mục lịch sử quay để biết thêm chi tiết. À, có một lịch sử quay nên tụi mình xem thử nha. Hôm nay chích tiệt gì? Rồi, hôm nay chưa quay được cái nào. Mình sẽ quay thử nha. Đồng tốt. Chúc mừng bạn nhận được 2.000 đồng tốt. Hàng sử dụng. Trời ơi trời, cái này có hàng sử dụng nữa. Hãy sử dụng trong 30 ngày. Đồng tốt có thể giúp bạn mua các dịch vụ trên trời tốt như đẩy tinh, nhảy nổi bật. Khoe, chút khoe. Ok. Đó thì chương trình nó như vậy, các bạn chỉ quay thôi. Đó, thêm lượt, các bạn có thể bấm thêm lượt nè. Đó, nó sẽ hiện những cái cách mà thêm lượt lúc nãy mình đọc cho các bạn. Thì coi trong đây thì nó trực quan hơn. Đây, đó đủ cách hết. Các bạn có thể thấy cách nào hay thì các bạn thêm lượt. Thì đa số mình thấy chơi cái này á, mấy bạn mình chơi nó bảo là trúng trúng thẻ rất là nhiều. Thẻ cao nè, thôi mình quay xu á, mình không trúng. Ủa nãy mình gần trúng rồi. Thôi mình trúng đồng tốt cũng được, đồng tốt có thể dùng đăng tin, các bạn cần bán gì các bạn đăng lên, các bạn dùng đồng tốt thì cũng ok, cũng hay. Nói chung là đừng có trúng cái này được rồi, không trúng thưởng là mình không vui rồi. Nói chung trúng cái này cũng được vui rồi. Các bạn quay càng nhiều thì cơ hội trúng sạc dự phòng hoặc là Samsung thì nó tăng lên thôi. Ok, thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Thì link của vòng quay này mình để phần mô tả, các bạn click vào và quay thôi. Ok. Và link thể lệ mình cũng để dưới luôn, các bạn click vào và sẽ xem được cái thể lệ và cái cách mà để thêm lượt á, mình sẽ để lên phần mô tả luôn. Các bạn chỉ click vào và xem thôi. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video tiếp theo. Bye. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.